Ayo, xin chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một chế độ cực kỳ mới của giáo sư Sharingan mà mình và Vidak đã bỏ thời gian khá lâu để làm. Đó chính là những nhân vật trong anime sẽ kết hợp với nhau thành một combo ngẫu nhiên. Và đương nhiên ai giành được nhiều trận thắng hơn sẽ trở thành quán quân trong video hôm nay. Em sẵn sàng chưa Vidak? Ok, bắt đầu luôn đi. Mango. Stop, bro. Đây thôi, let's go. Đầu tiên sẽ là cái miếng này. Nếu mà em đụng vô thì nó sẽ xóa toàn bộ chi thức của các bạn hiện tại luôn. Let's go. Thì mỗi người tụi mình sẽ có hai vòng quay để chọn. Còn coi kết hợp giữa combo của nhân vật nào lại nha. Mình sẽ là Megumi. Nhưng mà không sao, bởi vì trong video hôm nay tụi mình sẽ kết hợp combo lại mà, nên là không sợ. Rồi, vô Tenkai. Kha, vậy là khu vực của mình sẽ ở bên đây nha. Rồi, đến lượt với đất nè. Ê Phúc, nhưng mà em được chọn một trong hai dạng mod của hai con em trúng, em hiểu không? Nhưng mà mod thì chỉ được một chiêu thôi nha. Let's go, để coi con tiếp theo của với đất là gì đây. Mới vô một copy thấy ông khoái rồi đó. Ôi. Ok. Muốn copy tao. Để coi thằng nào mạnh hơn nè, chọn chiêu đi. Ôi mà đó giờ mình cũng chưa chơi Sukuna nữa, chọn chiêu nào người ta lấy đại nha. Oh yeah. Ủa, con Megumi bên nào vậy? Rồi, 2, 3. Rồi, ok, sẵn sàng rồi đó. Mày! Ôi, chọn cái chiêu. Đại bàng quạt cánh cho mì máu khô. Mày! Bro! Mà. No way! Vì đắt combo game này dữ quá các bạn ơi. Mày đã! Rồi, chết rồi đó. Boom, baka. Manzi kick. Ủa cái đó là cao to hả? Ê anh gà. Mày. Thôi anh leo cầu thang chạy nha. Ây da. Siết hả? Mày đỡ hộ tao một cái. Bro what? Mày sao? Mày. No way. Đen là cho anh biết hình dạng đẹp. Mày. Bro mình còn chưa kịp xài chiêu mod nữa. Mình sợ nó phá chiêu mod quá nên là mình không dám xài các bạn ơi. Hay năm. Gojo 1/2. Nhưng mà không sao. Con tiếp theo. Ơi. Đây rồi. Rồi sao mình nghĩ mình có thể combo 100-0 với đất luôn nha. Hakari. Dang it. Nè để coi em ra gì mà em khinh thường anh. Nãy là anh nhường thôi, anh chưa xài chiêu mod của con Sukuna đó. Ê em copy anh hay gì vậy? Bro con sao mày ra Hakari là tao ban mày luôn nè. Thôi để coi nhân vật tiếp theo của Vidak là gì đây. Ê bro stop đừng. Megumi thầy trò. Ủa mà thật ra là ba thầy trò mà kia cũng là Itadori á. Gojo thì mình sẽ lấy chiêu này trước nha. Rồi sau đó mình sẽ chạy qua lấy chiêu của Hakari và đây. Ok thì mình nghĩ đây chính là combo hiện tại của mình nha, khá là ngon rồi đó. Mod nên lấy Gojo không? Thôi lấy có Hakari đi. Lần này mình sẽ không nhường Vidak ở đâu. Vô nha. Mày ơi block hoài á thằng này. À mình biết cách chơi nó rồi. Mày ơi 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 ơi. Gì ơi hả? Biết cách chơi chưa? Nè. Vô. Mày láo. 1, 2, 3. Mày láo mày đang. Let's go. Mày ơi chết rồi. Mày rồi, sao chưa gì nữa cái máu rồi. Ủa sao anh mọc cái tay bự lên rồi. What the fuck. Mày đang vàng hả? Con đó cũng Mahito mà. Mày sao mày đang. Let's play gambling. Mày rồi chết chưa nè ơi bro nè. Cái chiêu con thỏ đó khó chịu quá rồi chết rồi đó rồi xong goodbye tạm biệt. Ê, nha người bro, anh bro, yêu bro. Anh chúc em vui bro. Chúc bang, em vui dây. mày đòi chơi ai xe tăng cướp bóng sao chạy được hay vậy anh cút ra. Ủa sao em lên nó được vậy? Anh không biết chạy hả? Rồi chơi, từ từ nha. Bye bye. Ơi. Dừng lại. No. Cái mạnh này ta chịu hồi ngươi. No way. Mày sao? Mày kém được tao không? Mày kém được tao không Vidak? Rồi sao? Chết đi. Đừng đánh anh đi. Thằng khốn Vidak. Ai da. Đừng. Rồi. Đừng. Bye. Các bạn thấy Vidak chơi có công bằng không? Thật ra là anh ghét em Vidak. What the fuck? Vậy đã lại thì không dục anh nghe mà. Các bạn xem nó chơi kìa. What the fuck? Mình bắt đầu cảm thấy ghét Vidak rồi đó nha. Ôi. Hakari. Yes. Hồi nãy mày ném tao ra ngoài đúng không? Một bản hợp thể luôn á. Là sao? Bản hợp thể là sao? Công chuyện là Sukuna lấy xác của Megumi. Anh ghét khi nào chơi trùng tướng với anh lắm á. Đặc biệt là mày á Vidak. Ê. Bro, em có nghĩ anh với em có kiểu nhân duyên tiền định nào đó không Vidak? Em với anh bị gay không chừng. Ê, bro, ơi mà thật ra mình cũng không tự tin với mấy con tướng rồi lắm nha. Kiểu mình hơi phế ở con Gojo á. Một trong hai chim này sẽ là Mahoraga hả để mình chọn nha. Let's go. Không phải là Mahoraga rồi.
Vô nha mày đắt. Mày à, chưa vô. Tao tin thằng vàng. Tao thằng vàng thì sao? Trời gì vậy? Dạ. Ủa cái chiều đó không phải là chiều hồi con rắn hả? Cái này thật sự buồn nha, mình thật sự buồn á, no way. Mày chết đi, what the fuck, em làm gì hả? Sao Vi Đắc nó có thể đứng lên sau khi mới bị quýnh được chứ? Đã chịu thôi. Ê. Chó săn hư hỏng. Nè, vô. Vô đây. Rồi, mày chết rồi Vi Đắc ơi. Oh, what? Đừng nhờ với anh. Thôi anh thua rồi đó. Ở rộng lánh địa. Đâu, mới rộng, mày mới rộng. Sợ. Ủa sao em lấy 2 chiêu mod? Mày lấy một chiêu hả? Ê. Thì coi như là không có gì xảy ra, đem cho anh thừa máu đó. Công bằng ở đâu vậy mày đó? Né chiêu. Rồi, mày xong, combo liên tục. Body pro. Mày né. Rồi, đứng lên. Ôi. Đứng lên. Chó, cắn nó. Mày. Chết đi. Combo liên tục. Đỡ hậu anh ba này. Mày. Yes. Boom. Pha đó có phải là combo 100 máu tới không không? Thì nói chung thắng được lần cũng gọi là vinh dự ha. Nè, mình gojo quá nhiều đó. Hay là do tóc anh màu trắng ta? Roman Amanai. Lần này phải là Sukuna nha. Let's go. Combo quỷ diệt của hai chú quyền sư mạnh nhất thế giới. Để coi combo của Vi Đắc là gì để có thể đối đầu với mình nha. Anh đoán em sẽ lấy chiêu hồi chó đúng không? Quá quen thuộc mà. Và tiếp theo mình nghĩ là Hakari. Sukuna. Sẵn sàng chưa? Okay. Chơi mày. Ê, ui hên vậy. Em sẽ đánh rồi. Anh dần phía dưới. No. Ê, bro. Đây, anh gớt chưa? Đừng chịu hồi chó cắn anh nha. Hay nữa. Nè, lên. Mày lên. Ê, anh gớt nè. Ây da, chưa sẵn sàng. Ê, mày. Mày láo mày đó. Vui kìa. Mày láo mày đó. Ui hên. Ê, căng quá các bạn ơi. Ôi gì nó vậy? Dù đá. Mày chết. Ai? Ai? Vô trên cây. Ôi anh thắng hả? mày hắc thêm. Ủa, what the fuck? Mà chắc anh không giết được em trong Roman này đâu. Chắc không? Chắc. Ôi. Tới lúc mới biết vị vua trên cao nguyên trở về. No way, đừng. Depends. Ôi. Sao có thể được, mày phải chết trong đây. Mày sẽ chết trong cái domain của mày Phú ơi. Mày chết. Đừng. Chết à. Domain. Thật sự là combo của hai con nãy của mình hơi khó để quýnh chung với nhau á. Kiểu nó không có hợp lý tí nào á. Lại là Sukuna. Mình không biết có con nào thật sự hợp với con Sukuna này không nữa. Chúng ta vẫn có thể gỡ được các bạn ơi. Wait what? Sukuna hợp với Sukuna. Sukuna. Ơi, what the fuck? Sao bể hết trơn rồi? Em lỡ làm bể rồi, đợi xíu đi. Ok, thì đương nhiên mình là Sukuna mà. Biết chọn chiêu nào nữa giờ các bạn. Đến lượt của em là Vi Đắc, đừng có mừng dội. Gojo à. Em biết lần này ai sẽ là 1/2 không Vi Đắc? Rồi, ok, Gojo và Itadori. Ok, bắt đầu chưa Vi Đắc, em đâu rồi? Let's go. Em trên đây nè. Ôi, what the fuck? Đây đâu vậy? Đây là hiên đường chỗ cho tụi mình BB. Tuyển thèn chưa? Vô nha. Dạ. Vô. Roman Amanai. Nhân của hội. Mày. Ủa? Mày láo. Bro. How? Vô đây. Mày chết. Rồi. Đừng gớn dữ mày. Rồi xong. Bị lừa. Bị anh lừa rồi. Sao? Gớt dữ mày. Ôi what? Nãy giờ em đại để làm điều đó thôi đó. Cái đó là cái mod của anh đúng không? Em counter cái mod luôn hả? Mod của anh là mạnh dữ chứ. Không thể tin được, Vi Đắc nó counter được cái mod của mình luôn mà. Ủa cái gì vậy? Ủa làm gì vậy? Sao đứng yên người ta? Vui. Okay. No, tha cho anh đi phút. Này nãy em tha cho anh đi phút. Ôi, tha. Mày tha. Bởi vì anh là Sukuna và Sukuna. Làm gì vậy? Ôi, no. Mày ăn gian. No. Mày phải chết với Đắc ơi. Vô Tenkai. Em biết ai mới là vua cho bố. Bùm. Ê, what the fuck? Ai? Bro, em chơi ăn gian. Em chơi ăn gian. Ê, what the fuck? Ai? Ai? Ăn gian hả? Mày. Mày đòi. Mày đòi solo với. Ây da. Anh mới là Sukuna thiệt. Mày chết đi Vi Đắc. Mày cút.
Chiên 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 chiên. Bùm. Mày chơi gian các mày. Thôi kệ đi, miễn sao mình thắng là được rồi. Tại mình là Sukuna, ít Sukuna mà. Đó đặc quyền của mình. Megumi. Người chơi hãy bóng và thầy Gojo. Ok, và bây giờ sẽ đến với lượt của Vidac nha các bạn. Ê, nhưng mà lần này tụi mình đổi chiêu đi được không? Đổi chiêu mod đi. Ok. Đổi sang cái chiêu mod mới các bạn ơi. Let's go. Và đương nhiên lần này tất cả con tướng sẽ được đổi sang chiêu mod ngẫu nhiên khác. Để xem coi ai sẽ là người chiến thắng nha. Megumi là Sukuna. Lại lên đây nữa Vidac, em ghiền chỗ này hả? Chỗ này đánh nó mới thú vị. Phá hủy chỗ này luôn nè. Gọi ơi chết, chết 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 chết. À! Anh cố tình nhảy xuống đúng không? Ai khùng hả, làm như chi phú. Cái này là không được quay lưng lại với nó. Cái này là không được quay lưng lại với nó. Rồi nè nè nè, chết nè, chết nè. Ủa what the fuck, xem bay không? Hình như Vidac nó chơi ăn gian hay sao các bạn ơi. Ôi nhưng mà anh quýnh thường của Sukuna có hơi khó chịu không ta? Không, bình thường anh chấp được. Dạ, hình như mình thua rồi phải. Như mình thua rồi phải. Nôi làm gì em khinh thường anh hả? Nè lên đây đánh tao, lại đây. Vô, vô. Ơi. Vô. Mày vô đây. Ha ha, ủa, what the fuck? No way, không thể nào mình thua một cách nhục nhã vậy được. Em phải chết Phúc ơi, em phải chết Phúc ơi. Từ là sao? Nè. Từ là sao? Từ là sao? What the fuck? Cây rồi, cây rồi, cây rồi, cây. Cây, cây, ai cây? Em mới là... Cây, 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 cây. Hắc hiểm. Và đương nhiên người chiến thắng trong video hôm nay đó chính là Vidac với sức mạnh của gắn độc. Và nếu như các bạn thích video này nhớ là đợi cho mình like và đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì bye bye.